Chọn con đường nghệ thuật là một ván bài. Quý vị có nghĩ như vậy không ạ? Nếu thành công thì được tôn vinh, được trân quý. Còn nếu thất bại thì cả đời theo đuổi mà không thấy đích đến. Thế nhưng một người can đảm dám bỏ qua sự lựa chọn an toàn để theo đuổi con đường nghệ thuật thì tin chắc là rất xứng đáng để được trân trọng. Khách mời của Việt Nam Ngày Mới sáng nay là một nhân vật như thế, mạnh mẽ vượt qua những định kiến bấp bênh của nghề làm nghệ thuật để theo đuổi và khẳng định chính mình. Chúng tôi muốn nói đến họa sĩ Phạm Rồng, một tài năng trẻ đã dần tạo nên chỗ đứng trong làng hội họa Việt Nam. Và biên tập viên Phương Thảo sẽ giúp quý vị gặp gỡ khách mời này. Xin chào Việt Nam Ngày Mới. Mình là Rồng Phạm, một họa sĩ minh họa đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và quảng cáo. Mình đồng thời đang theo học lĩnh vực hội họa với chuyên ngành chính là sơn mài. Đây là một môn nghệ thuật truyền thống lâu đời của Việt Nam, sử dụng chất liệu chủ yếu là sơn ta tự nhiên, kết hợp hài hòa với các chất liệu khác như vỏ trứng, vỏ trai, ốc, vàng, bạc. Thực hành nghệ thuật đồng thời với tư cách là một họa sĩ hội họa và cả họa sĩ minh họa, mình có kinh nghiệm sử dụng nhiều chất liệu, từ chất liệu truyền thống tới chất liệu kỹ thuật số. Hiện tại thì mình muốn trở thành họa sĩ có khả năng kết hợp đa chất liệu, không phân biệt chất liệu hội họa và còn ứng dụng cả các chất liệu khác trong đời sống. Rất vui được trở thành khách mời của chương trình Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Và Phương Thảo cũng rất vui khi mà được chào đón Phạm Rồng đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là chị em mình sẽ có một cái cuộc trò chuyện thật là vui vẻ và cởi mở ha. Nói về Phạm Rồng thì khi mà Phương Thảo tìm hiểu thì thấy rằng là hầu hết những cái tác phẩm sáng tác của em thì đa phần là dành cho các em nhỏ, thiếu nhi. Không biết đó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một cái ý đồ trong sáng tác của em? Em nghĩ là nó xuất phát từ tâm hồn em trước. Bên trong em nó luôn có một cái đứa trẻ và kiểu là nó sẽ luôn nhớ về những cái ký ức, những cái hoài niệm, những cái điều mà mình muốn nói về Việt Nam. Kể cả bây giờ là em đã trở thành một người lớn và em vẫn muốn là cái người sẽ kể những cái câu chuyện cho thiếu nhi với những cái góc nhìn và những cái góc khai thác mà em nghĩ là sẽ phù hợp và trẻ con sẽ yêu thích. Một trong những tác phẩm của Phạm Rồng mà Phương Thảo cảm thấy rất là ấn tượng đó là vẽ minh họa cho quyển Sự Tích Hồ Gươm. Những cái bức vẽ rất là sống động và đặc biệt là cực kỳ thu hút người xem. Không biết là cái cơ duyên để em đến với Sự Tích Hồ Gươm nó như thế nào ha? Nói ngắn gọn xíu, em có một cái trải nghiệm vui vui, một cái dự án nhỏ nhỏ. Em vẽ những cái nhân vật nổi tiếng bằng giả cái phong cách của tranh khắc gỗ Nhật Bản. Thì dự án này nó nhận được sự yêu thích của mọi người và trong đó cũng có biên tập viên của nhà xuất bản Kim Đồng. Thì em mới nhận được một cái đơn đặt hàng vẽ cuốn Sự Tích Hồ Gươm qua phong cách đó. Đầu tiên khi mà thực hiện cuốn sách này em sẽ cần phải đảm bảo là mình những cái chi tiết mà mình vẽ trong sách nó phải đúng với cái bối cảnh lịch sử Việt Nam. Ví dụ như là chi tiết của đền, chùa, thuyền buồm, trang phục của quan, vua và rất nhiều chi tiết khác của lịch sử. Và song song đó thì em kết hợp với những cái cách người Nhật Bản họ vẽ đường nét và cái tông màu của tranh khắc gỗ Nhật Bản. Thì em nghĩ là cái sự kết hợp này nó mang lại một cái sự thú vị, là mình vừa cảm thấy quen thuộc mà mình cũng cảm thấy là có một cái góc nhìn mới. Lại có một cái câu chuyện mà Phương Thảo cũng rất là tò mò và thắc mắc, đó là với mọi người á, thì thường là mọi người đi theo một cái lộ trình, đó là đi học rồi sau đó người ta sẽ đi ra và làm nghề. Nhưng mà với Rồng á, thì là Rồng đã đi làm một thời gian rồi, sau đó Rồng mới vào ngôi trường Đại học Mỹ thuật để có thể là tiếp tục và học, trau dồi thêm cho cái ngành nghề của mình. Tại sao nó lại có cái sự đi ngược như vậy? Dạ, trong cái quá trình mà em đi làm và em cũng đã nghĩ là mình định hình một cái phong cách cho mình rồi, mình cũng đã nhận nhiều cái đơn đặt hàng của nhà xuất bản. Nhưng khi em cảm thấy gọi là mình sắp đến một cái giới hạn thì lúc đó em mới có một cái mong muốn được học tiếp, nhưng không chỉ là học ở trong cái lĩnh vực minh họa mà em thực hành hội họa, được tiếp xúc với nhiều chất liệu. Và đặc biệt là đến gần đây thì em được tiếp xúc với chất liệu sơn mài, là một chất liệu gọi là vô cùng truyền thống với người dân Việt Nam luôn. Nó đã gắn bó qua những cái hành phi câu đối
và lịch sử của nó là hàng ngàn năm, thì em mong muốn được tiếp xúc với những chất liệu truyền thống, cả những chất liệu hiện đại. Thì em nghĩ là những cái trải nghiệm này nó vô cùng là quý giá với em, và em cảm thấy biết ơn về điều đó. Sẵn tiện nói về sơn mài, thì một trong những tác phẩm sơn mài của Phạm Rồng cũng gây được rất là nhiều ấn tượng, đó là tác phẩm mà em vẽ về Hát Bội, đúng không? Đây là một tác phẩm mà cũng đã xuất hiện ở rất nhiều những cái triển lãm về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Cái sự ra đời của tác phẩm này nó như thế nào? Hát Bội nó mang lại cho em một cái cảm hứng, vì nó là một cái nguồn gọi là di sản của cha ông để lại từ hàng ngàn năm, và em nghĩ là nó là một cái nguồn tư liệu mà mình có thể khai thác từ diễn viên cho đến những cái bối cảnh sân khấu, những cái tuồng tích. Đó cũng là cơ duyên mà em thực hiện bức tranh sơn mài đầu tiên, là trước giờ hội diễn em vẽ những người diễn viên Hát Bội đang chuẩn bị đằng sau sân khấu, họ đang nhẩm tuồng, họ đang cột tóc, búi tóc. Và may mắn là tác phẩm cũng được nhiều sự yêu thích và đã được tham gia nhiều triển lãm về văn hóa truyền thống, ví dụ như là TS năm 2021 và gần đây là Bắt Nhịp Tăng Bồng năm 2022. Nhưng mà hình như là cái con đường mà để em đi đến với hội họa thì nó cũng không hẳn là suôn sẻ, đúng không? Xuất phát điểm của em thì cũng lại không phải là chọn cái ngành hội họa đầu tiên rồi. Thực ra thì hồi xưa là em học Đại học Bách Khoa, chuyên ngành cơ khí. Nó khá là trái ngược, dạ, nó trái ngược hoàn toàn với những thứ mà em đang theo đuổi hiện tại. Thực ra là em là kiểu là một người con mà cha mẹ kiểu là đặt rất là nhiều kỳ vọng. Tại vì là từ cấp 2, cấp 3 và cho đến khi đại học em thường được giáo viên gọi là khen là mình học giỏi. Thì khi mà vào đại học thì mọi người được yêu cầu phải tự rèn luyện rất là nhiều. Ngoài cái việc học ở trên lớp, mình còn phải rèn luyện ở nhà. Và đó cũng là lúc mà em nhận ra là mình không đủ đam mê, thì mình sẽ không theo kịp các bạn. Thì sau khoảng 6 tháng em theo học tại Đại học Bách Khoa thì em quyết định là mình nên nghỉ và mình theo đuổi cái ngành nghệ thuật, là cái ngành mà mình rất là đam mê từ nhỏ đến giờ. Cái lúc mà mình quyết định là mình thôi học ở Đại học Bách Khoa thì gia đình có nói gì không? Rồi gia đình em kiểu là bố mẹ em thì mọi người không hiểu là làm nghệ thuật là sẽ làm cái gì vậy. Mọi người cứ nghĩ là sẽ cứ sống trên mây, đúng không? Vâng, gọi là vẽ tranh xong rồi chờ được thời cơ để bán, không phát triển được tương lai. Đến khi em hoàn thành được cuốn sách đầu tiên và em nhận được những đồng lương đầu tiên rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng cho bố mẹ em thấy là em hoàn toàn có thể sống được và vẫn có thể tiếp tục theo đuổi được con nghề này. Chị nghĩ không phải là sống được đâu, mà là sống vui, sống hạnh phúc với con đường mà mình chọn, đúng không? Với những gì mà mình đã trải qua thì không biết là bây giờ đây để có những chia sẻ với những bạn trẻ sẽ theo con đường này.
Phạm Rồng là khách mời của Việt Nam Ngày Mới sáng nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam Ngày Mới sáng nay ạ.